VFL Serie B là một trong những sân chơi cũng như cơ hội để thi đấu chuyên nghiệp cho các tuyển thủ. Đây là giải đấu duy nhất giúp các đội có cơ hội góp mặt vào vòng bảng của giải đấu VFL mùa đông 2021. Giải đấu chuyên nghiệp nhất nửa cuối năm 2021. Trong đó, hai đội Á quân và vô địch sẽ có suất đi thẳng tới vòng bảng. 9 đội tuyển từ hạng 3 đến hạng 11 sẽ phải tham dự vòng thăng hạng cùng 9 đội tuyển từ top 7 đến top 15 của đấu trường sinh tồn mùa xuân 2021. Hai tấm vé VFL mùa đông 2021 sẽ thuộc về đội tuyển nào? Chung kết ngày 9 tháng 7 sẽ là ngày chốt hạ những cơ hội này. Với hai tấm vé tham dự vòng bảng VFL mùa đông 2021 thì tới thời điểm hiện tại, hiển nhiên đã có hai đội nổi bật nhất so với các phần còn lại là King of Free Fire và Super Sài Gòn. Không ngoa khi nói, VFL Serie B đang là cuộc đua song mã giữa hai đội tuyển này, bởi lẽ họ có những sự thể hiện rất vượt trội trong 12 trận đấu của vòng bảng vừa qua. Trong ngày thi đấu thứ 3, khi Super Sài Gòn và King of Free Fire trực tiếp đối đầu với nhau tại khu vực bảng B và C, thì thứ tự bảng xếp hạng luôn có sự cạnh tranh và ganh đua từng điểm một. Super Sài Gòn và King of Free Fire không ai chịu thua ai, họ đuổi nhau với điểm số sát nút, bằng nhau về điểm số, số lần Buya là 4 để tận dụng tối đa điểm cộng. King of Free Fire dẫn đầu bảng xếp hạng với 70 kill và Super Sài Gòn về thứ nhì với chỉ 66 kill. Cả hai đội tuyển này không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng Free Fire Việt Nam, bởi lẽ trước đó họ đã tham dự khá những giải đấu chuyên nghiệp lẫn custom của Free Fire. Nếu như King of Free Fire là một huyền thoại khi có người dẫn dắt côn team là DNP và cũng đã từng tham dự nhiều giải đấu quốc tế và giành được nhiều danh hiệu, thì Super Sài Gòn là một đội tuyển với nhiều tài năng và khá kinh nghiệm thi đấu. Hai đội tuyển tuy mới mà cũ, bởi cốt lõi của hai đội tuyển này đều có những cái tên từng thi đấu giải chuyên nghiệp cấp độ cao nhất, đấu trường sinh tồn, nay được đổi thành VFL. DNP là cái tên quen thuộc đã thi đấu dưới màu áo của cả hai đội tuyển King of Free Fire và Team Flash. Với sự nghiệp game thủ của mình, Phước đã giành về rất nhiều danh hiệu và được cộng đồng yêu mến. Dù ở King of Free Fire hay Team Flash, DNP đều là đội trưởng mẫu mực, dẫn dắt team và là một thành phần không thể thiếu của cả đội. DNP không quá hoàn hảo hay xuất sắc trong kỹ năng, thế nhưng anh có sự thông minh và đầu óc lãnh đạo. Vẫn cháy với những khát khao của mình trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, DNP quyết tâm gây dựng lại cho mình một vị thế tại các đấu trường, và VFL Serie B chính là cơ hội và là con đường ngắn nhất tới với vòng bảng. DNP đã tập hợp những tuyển thủ trẻ như Soul, Meko, D-Way, Hunter X, đặc biệt là đến từ vị trí của Soul với danh hiệu MVP vòng bảng với lối bắn khát máu của mình. Soul đến từ team Heger nhưng trước đó cũng không quá nổi bật. Phải tới những ngày cuối vòng bảng, anh chàng mới khiến nhiều khán giả phải wow và tập trung chú ý đến mình. Soul đã hứa hẹn là một nhân tố đáng gờm trong các mùa giải tới đây. Nếu King of Free Fire có DNP thì Super Sài Gòn có Hổ. Tuy không phải là một đội trưởng của Super Sài Gòn, nhưng anh chàng này cũng từng tham gia thi đấu quốc tế Asia Invitational 2019 dưới màu áo của Fort Hood. Và ngay sau đó, anh thi đấu cho SCVG. Anh và những người đồng đội của mình cũng đã gặt hái rất nhiều thành công, như top 3 đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020. Tuy thành tích chưa quá đáng kể, nhưng Hổ vẫn là một trong những cái tên gạo cội của giải đấu Free Fire. Hiện tại, anh cùng sát cánh với những người đồng đội tại Super Sài Gòn. Với kinh nghiệm thi đấu đã có, Hổ cùng Super Sài Gòn được cộng đồng đánh giá cao tại mùa giải lần này sẽ dễ dàng đạt được tấm vé tới vòng bảng. Tomix T cũng là một nhân vật khá tỏa sáng trong đội hình Super Sài Gòn. Trải qua nhiều mùa giải, thế nhưng tay bắn này vẫn không hề giảm sút về mặt phong độ chút nào. Nhưng để vượt xa hơn nữa hay khẳng định vị thế của mình thì Hổ và Tom XT cũng như những người đồng đội của mình phải thật sự cố gắng, thật sự nghiêm túc theo đuổi con đường này, bởi lẽ các đội tuyển từ đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020 đã rất mạnh và nhiều kinh nghiệm. Hiện tại, King of Free Fire và Super Sài Gòn là hai đội tuyển sáng giá, là ứng cử viên cho hai tấm vé đi tới vòng bảng VFL mùa đông 2021. Tất cả chúng ta đều đang mong đợi một màn đối đầu giữa DNP của King of Free Fire với những người đồng đội cũ tại Team Flash tại vòng bảng, đúng không nào? Thế nhưng, kết quả thì vẫn chưa thể nào đoán biết được, bởi tại trận chung kết VFL Serie B cũng có rất nhiều đối thủ đáng gờm như Stargirl GM, Kingman, CrowdVN, King of Free Fire và Super Sài Gòn không thể nào chủ quan nếu như muốn chắc suất tới vòng bảng VFL mùa đông 2021. Hãy cùng cổ vũ cho các đội tuyển vào ngày chung kết này nhá.
Đừng quên, sau chung kết, chúng ta sẽ có một vòng thăng hạng nối tới giải VFL mùa đông 2021. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.